Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báo Đa-vít tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isaiah chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin dâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, phúc âm hôm nay trình bày cho chúng ta về việc sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ. Đằng sau những giây phút đối thoại với sứ thần, đằng sau những ngày tháng trông chờ đến cứu thế đến, lời truyền tin này làm sống động cuộc đời của mẹ Maria. Qua cái lời truyền tin của sứ thần, qua lời đáp trả của mẹ rất thánh, thì những việc này luôn luôn là một mẫu gương cho cái câu trả lời của chúng ta theo tiếng gọi của Chúa. Mẹ Maria, mẹ đã giữ câu trả lời xin vâng đầy tin tưởng trong đời của mẹ. Mẹ Maria đã sống câu trả lời này trong suốt cuộc sống cầu nguyện, trong suốt cuộc sống làm chứng nhân của mẹ. Câu trả lời xin vâng của mẹ Maria sẽ làm đề tài để chúng ta đọc và suy gẫm thường xuyên trong hành trình của mỗi người chúng ta về vương quốc Thiên Chúa. Chúng ta cũng nên nhớ rằng, chúng ta cũng nên biết rằng, hằng ngày Thiên Chúa luôn luôn có những sáng kiến trong cuộc đời của chúng ta.
và hàng ngày có những sứ điệp mới đến với chúng ta. Những sứ điệp đó đến với chúng ta qua giáo hội của Chúa và những chứng nhân phúc âm. Như lời chào của sứ thần: kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Thì chúng ta cũng cầu xin sống giống như mẹ mỗi ngày, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và thật vậy, Thiên Chúa ở cùng chúng ta qua người con của Ngài là Chúa Giêsu. Con của Ngài là Chúa Giêsu ở bên cạnh chúng ta qua giáo hội. Con của Ngài là Chúa Giêsu ở bên cạnh chúng ta qua các người xung quanh chúng ta, qua công việc của chúng ta, qua lời cầu nguyện của chúng ta, qua các bí tích, và nhất là qua bí tích thánh thể. Cho nên chúng ta đừng có quên hồi tâm suy nghĩ xác tín hạnh phúc này, vì đó là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Giống như mẹ Maria, mỗi ngày chúng ta cũng được nhắc đến, được khuyên nhủ là chúng ta phải sống với Chúa. Không những là Thiên Chúa ban ân sủng cho chúng ta, nhưng ngược lại chúng ta phải sống thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa, phải sống thế nào để sống gần bên Thiên Chúa. Muốn sống gần bên Thiên Chúa thì chúng ta phải làm gì? Thưa, chúng ta phải có một cái tinh thần đạo đức thực sự, sống trong sự nghèo khó, khiêm nhường thật trong lòng, và luôn luôn tin tưởng phó thác vào Chúa, sống trong sự chân thật, sống trong sự trong sạch của mỗi người chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới có thể sống gần bên Chúa. Mỗi ngày lúc chúng ta cầu nguyện, lúc chúng ta đọc kinh, lúc chúng ta tham dự thánh lễ, Thiên Chúa sống gần bên chúng ta. Và đặc biệt là trong việc chúng ta lần chuỗi mồ hôi kính Đức Mẹ. Kinh mồ hôi là một thực hành đạo đức của người Công giáo chúng ta. Theo giáo hội dạy thì chuỗi mồ hôi thì có 4 sự: 5 sự vui, 5 sự sáng, 5 sự thương, 5 sự mừng dành riêng cho Đức Mẹ, mẹ của Chúa Giêsu. Kinh mồ hôi, cái mồ hôi lấy tên từ hoa hồng Rosarium bằng tiếng Latin của giáo hội, dùng để chỉ cái vòng hoa, hoa hồng mà Đức Mẹ đội trên đầu, như là một cái vương miện, như là một cái triều thiên mà trong các hình ảnh truyền thống chúng ta thấy giáo hội trình bày cho chúng ta. Đức Mẹ mồ hôi trong đạo Công giáo của chúng ta cũng là một trong những danh xưng dành cho Đức Mẹ mà hôm nay chúng ta kính nhớ. Cái chuỗi mồ hôi, đôi khi người ta nói một vài lời không tốt lắm. Có nhiều người cho rằng, ôi, cái kinh mồ hôi đó, kinh băng côi đó là lời cầu nguyện của mấy người nghèo. Nhưng mà hỏi ngược lại, còn mấy người giàu thì kinh mồ hôi nào? Thì tốt hơn nên nói là kinh mồ hôi đó là lời cầu nguyện dành cho tất cả mọi người, người giàu cũng như người nghèo, trong đó có tất cả mọi người chúng ta. Nhưng mà sự nghèo đây phải hiểu nó như thế nào? Đọc kinh mồ hôi chúng ta suy nghĩ về cái sự nghèo đó là vì tâm trí của chúng ta bị rối loạn, lo sợ, khiến chúng ta bất lực, không có lối thoát, không có gì chắc chắn ở trên đời này cả. Đó là một cái sự nghèo. Cái sự nghèo thứ hai đó là khi chúng ta thiếu vắng hạnh phúc, thiếu vắng tự do trong tâm hồn,
và cái sự nghèo này làm cho việc phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân không được tốt. Sự nghèo này ngăn cản Thánh Linh ơn Chúa đến trong tâm hồn của chúng ta. Rồi cái sự nghèo này làm cho chúng ta không thể đạt được những ngày mà Chúa Giêsu mang ơn phúc của Ngài, mang vinh quang của Ngài vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đấy, những cái lúc đó là những lúc chúng ta nghèo. Và qua cái tinh thần này, chúng ta cầu nguyện cho chúng ta thoát nghèo. Kinh Mân Khôi là một cái sâu chuỗi của những người, của những khoảnh khắc lúc mà mẹ Maria, mẹ của Chúa, dâng con người và lời cầu nguyện của mẹ. Kinh Mân Khôi, nhiều nhà chú giải cũng cắt nghĩa đó là một cái sâu chuỗi của việc khởi động niềm tin của những người Kitô hữu đầu tiên. Giống như thời các thánh tông đồ lên ở trên lầu và cầu nguyện với mẹ, cầu nguyện trước khi nhận Chúa Thánh Thần. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ thì cái Kinh Mân Khôi đánh thức lời cầu nguyện của mọi người chúng ta. Kinh Mân Khôi là lời cầu nguyện tự phát trong những giờ phút đau khổ, vui vẻ, vinh quang của chúng ta. Kinh Mân Khôi là mầu nhiệm cho chính chúng ta. Và thưa anh chị em, trong bí tích thánh thể này, nơi Chúa Giêsu cho chúng ta cùng với người đến với Chúa Cha, thì đến lượt chúng ta, thì chúng ta cũng cầu xin mẹ đến với chúng ta để cùng với mẹ chúng ta đến với Chúa Giêsu, cùng với mẹ chúng ta ca tụng Chúa trong nước của Chúa.